Dạ vâng, em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả bác. Và tiếp tục video hôm nay thì Quốc Hùng lại giới thiệu cho tất cả bác một siêu phẩm đẳng cấp đến từ Mỹ, đó là một chiếc đài Red Audio 6001 Bowerly. Và dòng này là dòng hàng em đấu giá mạng về nha các bác nha. Đâu, hàng đấu mạng về. Đấy, nên là giá nó không hề rẻ nha các bác nha. Nhưng mà với về cái so sánh về cái độ khủng cũng như là độ chất của sản phẩm thì với cái tầm giá này thì nó rất là hợp lý. Với cái tầm giá này thì nó sẽ ăn đứt nhiều những cái con mà cái thương hiệu nó nổi tiếng như là Crown 2004 hoặc là 2402, và có thể so sánh tới những cái dòng cao hơn là 3600 Z. Rồi, đi vào cái sản phẩm này thì em xin giới thiệu với tất cả bác, đó là một con Crest Audio 6001 dòng đái hai kênh của Mỹ. Đái hai kênh của Mỹ được thiết kế rất là gọn gàng và khỏe khoắn, nhìn rất là sang trọng với hai cái quai sách mấy bên trước và phần thông gió để làm mát các linh kiện bên trong cũng như là giải phóng nhiệt ra bên ngoài. Đó là hai volume, hai chiếc áp và dãy đèn tín hiệu nha các bác, dãy đèn tín hiệu, nút nguồn, công tắc nguồn, power. Hàng của bên em tiến về rất là đẹp, chưa dính một tí sơn ta nào các bác nha. Đấy, ngay cả hàng đấu giá mạng các bác nhìn được này, hàng đấu giá nó khác với là hàng đi về công biến nha. Về công biến thì nói chung là bỏ kho lâu ngày và xếp bãi thì có thể là nó dính tí trò xước hàng xét. Hàng này thì bao đẹp cho cả bác từ trong ra ngoài. Đấy, mặt mũi không hề trò xước nhiều bác nha, rất là đẹp luôn nha. Ngay cả cái nắp lưng là cái chỗ hay trời, với là cái quai sách là chỗ hay bị trời nhất. Đó. Nhưng mà ở đây thì các bác nhìn thấy đẹp từng, ngay cả cái xương ring nó này, xương sần nha bác, xương ring đó, ring đến không có một cái vết xước nhỏ nào luôn bác nha, không có một vết xước nhỏ nào luôn. Đấy. Đó là các bác biết cái độ đẹp của sản phẩm là nó như thế nào rồi. Nên là các bác đừng có bàn về giá nha, hãy bàn về độ chất và bàn về độ đẹp. Đấy. Rất là đẹp luôn. Crest Audio 6001 nha. Hàng USA. Con này công suất là 3400W. 3400W nha bác nha. Các bác nào chưa thấy thì quay rõ này. Công suất mát của đấy là 3400W. Đấy. Công suất mát của nó đánh ra đây là 3400W nha. Ngay cả những cái dây sợi dây nguồn này các bác nhìn mắt in USA. Dây nguồn rất là chất lượng nha. Cực kỳ là chất luôn nha. Công suất cực kỳ là khủng đối với một cái con đài Crest Audio như thế này, hàng quá là đẹp, quá xuất sắc luôn bác nha. Đấy. Không dễ gì mà đấu được một con như thế này về nha bác, mà về thì nó giá rất là cay. Và các bác biết rồi, con này nó rất là nặng, nặng tầm khoảng 25-26kg chứ không phải ít đâu. Và chúng ta đi vào chi tiết bên trong ruột gan của sản phẩm. Và các bác nhìn vào cái độ đẹp ruột gan như thế này thì các bác biết cái độ chắc của sản phẩm như thế nào rồi. Sử dụng một tên phô đòi bọc nguồn đồng bên ngoài cực kỳ là đẹp, màu sáng tròn luôn nha bác ơi, rất là đẹp luôn. Sản phẩm cũng cực kỳ là mới luôn. Sử dụng là 2, 4, 6, 8 trụ, 8 chiếc trụ nha. Trụ này là trụ Philips nha bác, trụ Philips, 8 trụ Philips. Mỗi trụ có chỉ số là 15.000 mi, khủng khiếp. 8 chiếc trụ, mỗi trụ là chỉ số là 15.000, rất là khiếp nha bác. Đây là cái công suất nó đánh ra rất là mạnh, rất là uy lực. Và đến với cái phần công suất thì chúng ta sẽ thấy nó sử dụng một cái hệ dòng sò cực kỳ là chất lượng, đến những hãng cao cấp. Đó là dòng sò Toshiba xanh đen với mã là 2281 và mã là 302 màu xanh, 281 màu đen.
Con này thì nó sử dụng là 2, 4, 6, 8, 9, tổng cộng là 18 con sò trên một vế, và nó hai vế là 36 con. Đấy, đó là chưa tính những cái con sò kích ở đây bác. Rồi 3 con 4 con, và ra 3 con nữa là 8 con. Đấy, 36 con sò tôi sẽ bán xanh đen cực kỳ là chất lượng, một công suất quá là lớn, nhưng mà quá là lớn, công suất là 3.400W đi. Ở đây nó có một quạt gió rồi bác, quạt gió. Về dòng sò than thì họ làm những dòng sò than thường làm quạt gió nhỏ thôi, để không có to vậy. Sò than nó ít nóng, thì sò sắt thì làm quạt gió to. Cây sò sắt thì nó sinh nhiệt nhiều hơn. Đấy, chất lượng quá cực kỳ là đẳng cấp luôn bác. Đường vào thì gồm có cả cổng canon cái, đường ra là trạm lo rất lo sáu ly, trạm lo bắp chuối và bông sen, bắp chuối và bông sen các bác nha. Vâng, và chiếc đẩy Crest Audio đánh cấp hàng đấu giá mạng V thì bên em chỉ có một con duy nhất, và hàng đẹp long lanh nha các bác nha, phải gọi là đẹp long lanh luôn, cực kỳ là mới trên 95%. Thì con này hiện tại bên Nam Thanh Quá Hùng đang có mức giá là 20.500.000, 20.500.000 nha. Với mức giá này thì tất cả các bác cứ so sánh vào những con cờ rau, các bác tất cả các bác bỏ tiền ra mua những con cờ rau xe, những con cờ rau Macrotech 2004 hoặc là 2402 đấy. Thì các bác cứ so sánh con này thì làm sao mà chắc bằng con này, mà làm sao mà có một cái công suất cực là khỏe như con này đó. Nên là các bác yên tâm sử dụng về những cái mặt hàng này, và em bao chất âm cho tất cả các bác là hay hơn cờ rau rất là nhiều. Dòng Credo tiếng cực kỳ là sáng, rất là hay. Đấy, giá là 20.500.000 nha. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ em, một con duy nhất Crest Audio 6001 nha. Đấy, mọi chi tiết mua sắm sản phẩm thì tất cả bác liên hệ với Vũ Hùng qua hai số điện thoại trên tấm biển màn hình. Rất cảm ơn tất cả bác đã theo dõi video, và hẹn gặp lại ở video sau.